VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Con cha vị ô long đào mới ngon đào mọng. Tại áp gì vậy? Áp gì vậy? Sao đẹp thế vậy? Ok, rồi, kịp rồi. Em quay phải không? Rồi, ok. Trời ơi, cái gì đây? Sắp đến sinh nhật em rồi, anh chúc em một sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ bên người thân và bồ của mình. À. Gửi lời cảm ơn đến bé Châu, chúc bé Châu ăn mau chóng lớn, chúc cho FC của anh Song Luân family sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Chúc anh chị đau lương. Đây thì mỗi khi đêm tới là anh lại mơ về em, mơ là em tìm được tình yêu mới, cười vui và em được yêu nhiều thêm. Em cần anh ở bên từng ngày, làm người đàn ông giống như em muốn lấy, đặt tình yêu ở trên sự nghiệp, phải làm gì đây, show me the way. Anh đã đi hết những nơi ta từng mơ và Marcel, không còn em bên đề ra những luật bắt anh phải theo. Yeah, vậy mà giờ sao đây, không thấy mình vui được như trước kia. Yeah, ay. Qua wow, tương lai như mơ mà khi ấy hứa, không em thì anh đâu trong đấy nữa, hay do trời hôm nay mưa. Tại vì sao bao cô đơn lại ngồi say sưa, đôi lúc vẫn thấy đau lòng bởi vì cuộc đời ta khi mai sau chẳng thể nào gặp lại đâu. Mong em có thể yêu được là nhiều, đôi ta chẳng thể nào là của nhau. Yeah, khi nhìn em đi vội qua ánh mắt tôi lặng đứng yên ngóng trong người bấy lâu, cứ thế đứng im nghe màn đêm thì thầm.
lên rồi phát hình là giờ ai hát đứng dậy nha. Đúng rồi, cho em một tấm hình. Anh ơi, đúng rồi, cho em một tấm hình.
Trời ơi, nó còn 3, 2, 1. Ok. Bye bye mọi người. Rồi. Sắp đến Giáng sinh rồi, chúng em có một mùa Giáng sinh lạnh lẽo. Đi có hôn. Rồi, 50. Trời ơi, mùa mưa đến rồi, chúng em có một mùa mưa ướt át. Chúc anh nhiều sức khỏe. Chúc em hạnh phúc viên mãn, sức khỏe dồi dào. Đuối rồi. Qua em xin. Tại áp gì vậy? Áp đi em. Sao đẹp quá vậy? Ok, rồi, chụp rồi. Em quay phải không? Rồi, ok. Trời ơi, cái gì đây? Sắp đến sinh nhật em rồi, anh chúc em một sinh nhật thật hạnh phúc và vui vẻ bên người thân và bồ của mình. À. Gửi lời cảm ơn đến bé Châu, chúc bé Châu ăn mau chóng lớn, chúc cho FC của anh Song Luân family sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Chúc anh chị cái đau lương. Bà Châu đâu? Anh qua liền. Ok. Châu đâu rồi ta? Nhi ơi, học giỏi. Tặng em con. Trời ơi. Tặng em con tim. Ký ở đâu? Thấy không? Ký sao mặt ngầu dữ anh? Cười lên anh. Linh gì? Tặng anh cô Kim. Vàng. Anh ơi, ký cho em rồi. Đây. Ok. Đây, nhanh. Đây, chờ chứ. Đây, thiệt không? Cảm ơn.